Vâng, hôm vừa rồi mà bác nào mà mua trượt Fortuner 2014 của em thì hôm nay em lại về một con hàng mà gọi là phiên bản đặc biệt của Fortuner đây các bác. Con này của em nó là bản Sportivo các bác nhé. Sportivo. Đây các bác này. Đấy. Sportivo thì nó là một cái bản thể thao, bản sản xuất mà có giới hạn của Fortuner, bản có giới hạn của Fortuner các bác nhé. Đó thì thứ nhất là các bác nhìn cái cản nó sẽ thể thao và nó sẽ có đặc trưng. Đó, đó là đây, đặc trưng là Sportivo của Fortuner các bác nhé. Và có cả tem các bác nhé. Tem Sportivo. Đấy. Vành cũng Sportivo thể thao. Đó, tất cả là các cái là nó là thể thao các bác nhé. Vâng, thực ra thực sự là những cái dòng Fortuner nếu mà gầm cao 7 chỗ thì em thấy là Fortuner là một chiếc xe mà trong cái tầm giá mà rất là vừa tiền. Rất là vừa tiền. Em Khương bán cho bác nhà mình con này chỉ có 460 triệu thôi. Đó, chỉ có 460 triệu thôi. Em đổi xe em mua của khách đây, em để cho các bác bằng cái giá em đổi. Để cho bác bằng cái giá em đổi. Đấy. Xe rất đẹp luôn các bác nhá. Xe rất đẹp luôn, màu trắng. Lốp lát biết là còn dày, đẹp luôn. Đấy. Nói chung là trong cái phân khúc mà xe gầm cao mà 7 chỗ thì Fortuner thì nó cũng khá là vừa tiền các bác ạ. Rất là vừa tiền thôi. Đấy. Có 460 triệu các bác đi đời 2014 mà lại gầm cao, mà lại 7 chỗ, mà lại thương hiệu Nhật Bản Toyota. Đấy. Hết bài luôn các bác nhá. Nói chung là mỗi người thích một cái mẫu xe riêng. Đấy. Nhưng mà quan trọng là cái mẫu xe nào mà nó phù hợp với tài chính của mình các bác ạ. Còn đâu nếu mà cái tầm hơn 400 mà 406 mà lại đời cao như thế này, mà xe 7 chỗ gầm cao thì thực sự là Fortuner em thấy là rất là ok. Đấy. Và cái form mới này nó ăn xăng nó không tốn như là những cái thế hệ mà 2010, 2011 các bác ạ. Sang cái form mới này em thấy là mức tiêu thụ nhiên liệu cũng rất là ok. Em đổ 10 lít và em đi cũng được, em đi đường trường, em lên Nội Bài là em đi được lên đến đến đó. Đấy, xong là nó cũng báo là vừa báo xăng thì nó cũng loanh quanh. Con này em nghĩ đường trường nó tầm chục lít các bác, đường trường chục lít không tốn. Đấy. Xe rất đẹp các bác nhá, đèn đóm tất cả các cái mới keng luôn. Đấy, mới keng luôn đây các bác nhá, đèn đóm rất là sáng. Đấy. Từ cái nước mạ của nó rất là ok. Đây các bác này, đèn đóm đây, nét căng luôn. Bản Limited này các bác nhé. Limited là cái bản phiên bản giới hạn của Fortuner các bác nhé. Bản Limited rất, bản này thì rất là ít thôi. Tất cả các cái xe thì chất thì còn rất là đẹp các bác nhé. Em Khương thì bác theo dõi kênh thì biết rồi, em chỉ có buôn hàng chất, chỉ có buôn hàng đẹp cho bác như mình thôi. Đấy. Nên là các bác mua xe của em Thương thì không phải bàn về chất đâu ạ. Em xin tự tin là vậy, không phải bàn về chất. Còn bác nào lăn tăn thì các bác cứ bê đi, các bác test cho em thoải mái luôn. Em khuyến khích các bác bê test thoải mái, check test các kiểu. Đấy. Càng ai giỏi thì em lại càng thích để khẳng định được cái chất lượng xe của em. Đấy. Mới chưa các bác? Rất mới các bác nhá. Đấy. Vô lăng đây các bác nhìn đây, vô lăng mới nguyên. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Đây các bác này, vô lăng mới nguyên các bác nhá. Tất cả các chi tiết ra ức. Nói chung là con xe thì nó rất là đẹp so với đời rồi các bác ạ. Rất là đẹp so với đời luôn. Đấy. Trần chiếc là nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đấy. Không có độ 3D, 5D, 6D gì cả. Đấy. Ghế ức thì chỉnh điện hết rồi. Vòng ức tem mác sáng đẹp các bác nhá, từ quang cửa là các bác này. Đó, hôm vừa rồi em bán cái con 2014 của em màu bạc kia đi thì cũng rất là nhiều bác tiếc. Đấy, xem sau. Đấy, thì hôm nay em về con này thì bác nào mà có nhu cầu này thì các bác nhà mình có thể tham khảo nhá, lựa chọn. Đó. Tại vì trong cái tầm giá này thì cũng rất là nhiều bác là thích. Đấy, cái tầm giá hơn 400 triệu, 460 triệu. Đấy, các bác nhà mình đã sở hữu một mẫu xe 7 chỗ của Toyota rồi. Lành tính, giữ giá và khấu hao nó cũng hết rồi các bác ạ. Khấu hao hết rồi.
các bác có đi chán, đi chê, đi mê, đi mỏi cũng chả lỗ bằng cái xe mà lướt nữa. Các bác mua xe mới về khi lăn bánh xong phát là các bác nhà mình cũng lỗ kha khá. Đấy. Nhưng mà những cái con xe mà lướt mà khấu hao nó hết như này rồi thì các bác nhà mình đi thì rất là tiết kiệm này, rất là ok luôn. Đó. Mới các bác ạ, nói chung là xe cũ thì quan trọng là cái chất. Đấy, chất nó còn đẹp thì các bác dùng thì cứ thoải mái, con gà mái đi ok luôn. Đấy. Từng cái ly lông nó vẫn còn nguyên các bác nhá, ly lông vẫn còn nguyên luôn. Đấy. Ốc áp đây các bác nhìn này. Đấy. Em thì chỉ xe đẹp em mới mua thôi, chỉ xe đẹp em mới mua. Đấy. Bán cho bác nhà mình còn bảo hành nữa các bác ạ. Đây các bác này, từ cái ly lông này vẫn còn nguyên này. Xe gia đình nên rất là chất luôn. Con xe chạy 11, 12 vạn này các bác nhé, 11, 12 vạn rất là chất luôn. Đấy. Thần vỏ ấy là căng đét đẹp, đẹp luôn. Đây các bác nhé. Các chi tiết này, tem mác đây các bác nhé. Đây các bác này, quang cửa này 2014 các bác nhé. Đồ đạc táp ly. Nói chung con xe này thì theo quan điểm cá nhân của em đánh giá thì nội thất thì vô lăng vô ức nó đều rất là mới các bác nhá, đều rất là mới. Từ cái tem, cái tiếc là nhiều khi là vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Thân vỏ thì khá là căng. Này các bác này, ghế zin nha các bác nhé, không bọc lại nha các bác nhé. Ghế con này là còn nguyên zin nguyên bản các bác nhá, ghế nguyên zin nguyên bản luôn. Máy móc cũng vậy. Đây em cho các bác xem cái máy nhá. Ở đây cho các bác xem cái đèn đây. Trong veo luôn. Đây các bác này, mặt ca lăng sáng choang các bác nhá. Đời 2014 này thì các bác nhìn cái cản nó rất là đẹp rồi. Cản nó rất là đẹp luôn rồi. Cho các bác xem cái khoang máy nhá. Đây. Các bác xem này. Máy móc thì tem mác đây, các bác nhìn đây. Đấy, các bác này. Lúc mua mới có cái tem như nào thì bây giờ vẫn còn nguyên tem như vậy luôn các bác nhá. Nói chung con xe rất là đẹp các bác nhá. Xe rất là đẹp luôn. Đây các bác này, cabo này, ốc áp đây. Đấy, này trong lòng này. Rác rạc này các bác này. Mới chưa? Đấy, rất mới các bác nhá. Xe của bác này là bác ấy toàn đi ở trong phố thôi. Toàn đi trong phố. Cho nên tem mác tất cả các cái này, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Tem mác nguyên zin nguyên bản. Ốc à, các chi tiết đều rất là sáng luôn. Ốc tai, ốc tiếc này. Đấy. Này các bác này. Con này led căng luôn rồi. Các bác nhìn cái xe của nó. Cái độ zin của nó đây, từ những cái đai ghế đây. Các bác này. Đài này vẫn còn đen kít và vẫn còn nguyên bản này. Các rằng, các ốc rất là sáng đẹp luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, từ cái cao su này. Đấy, các bác nhá. Đấy. Nói chung là ngọc còn có vết các bác nhá. Thì cái xe cũ theo thời gian thì nó cũng sẽ có cái theo thời gian thôi. Nhưng quan trọng nhất của cái xe cũ, thứ nhất là máy móc của em là nó nguyên zin nguyên bản này. Không ngập nước này. Không bổ xẻ đại tu này các bác này. Đấy, thân vỏ không có đâm va tai lạ này. Đấy, đó. Đấy, nó là cái yếu tố cốt lõi thôi. Còn riêng xe của em Cương thì từ cái giật bả, từ cái mà móp méo phải giật bả là còn không có các bác nhá, là còn không có đâu. Đấy, xe rất chất và đẹp luôn. Và cái tầm 460 triệu thì con gầm cao này thì đi rất là ok rồi các bác. Đi rất là ok luôn. Rộng rãi, nhà bác nào mà đông người thì không phải suy nghĩ gì luôn, tại vì là nó rộng, nó to. Đấy, các bác đi xa rất là tiện, gầm cao đó. Mà loại đẹp nữa chứ, Fortuner thì nó rất là đẹp. Đấy, Fortuner cái form mới này thì nó đẹp rồi các bác, trông nó khỏe, cản kiếc. Và nhất là cái con bản đặc biệt này, nó body kit là nó thế hệ mới rồi. Đấy,
thân vỏ con này của em mỏng tang luôn. Mỏng tang luôn nha các bác nhá. Không có một chỗ nào mà bả đâu. Các bác phát hiện cứ có một chỗ nào mà bả phải móp méo giật bả là tặng các bác 10 triệu một chỗ. Cứ phát hiện một chỗ nào mà phải giật ra phải bả thì phát biếu các bác 10 triệu để khẳng định được cái chất lượng xe của em nó chất như là màu trắng này rất là trẻ trung và đẹp. Vâng, thì bác nào mà quan tâm yêu thích thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 các bác nhé. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, qua showroom em Hoàng Khương các bác nhé. Qua showroom em Hoàng Khương 470 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, em còn rất là nhiều xe đẹp cho các bác nhà mình lựa chọn các bác nhé. Địa chỉ của em thì ngay chỗ khách sạn 25 tầng, thành phố Hải Dương các bác nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em Khương các bác nhé, để chốt nhanh siêu phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình ạ.